Những năm qua, phong trào phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo đã được các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu, điển hình trong phát triển kinh tế tại các địa phương. Ở xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, cựu chiến binh Triệu Kim Phú được nhiều người biết đến với mô hình trồng quế mang lại giá trị kinh tế cao. Sau cũ năm 1993 trở về địa phương, ông Phú không chỉ tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động hội, mà còn tập trung phát triển kinh tế từ trồng rừng. Nhận thấy tiềm năng phát triển cây quế tại địa phương, ông đã mạnh dạn đầu tư trồng 5 hectare quế. Đến nay, diện tích quế 7 đến 8 năm tuổi này đã cho thu hoạch lá và cành, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Với kết hợp với ao chuồng, trong thu nhập cho gia đình cũng một năm cũng được tầm 100-200 triệu. Cùng với hội cựu chiến binh của xã thì cũng tích cực tham gia tuyên truyền và vận động hội viên cùng tham gia là tận dụng hết tiềm năng địa phương để có rừng chúng ta là phát triển là trồng quế này. Còn tại thị trấn Ba Sát, trên diện tích khoảng 3.000 m², cựu chiến binh Văn Hữu Khánh đã đầu tư phát triển trang trại tổng hợp, vườn ao chuồng, chăn nuôi gà vịt, kết hợp trồng các loại rau theo mùa và nuôi cá để cung cấp cho thị trường. Dù mới triển khai nhưng với sự đầu tư bài bản, mô hình này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Nhiệm vụ của cựu chiến binh thì tôi nắm rất là chắc. Một là xây dựng đảng, bảo vệ chính quyền, phát triển kinh tế. Cho nên là từ cái suy nghĩ đó, cho nên là tôi xây dựng một cái mô hình vườn ao chuồng sạch. Mục đích là để cải thiện đời sống, phục vụ gia đình. Sau đó còn một phần ít thì bán ra thị trường. Những tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu cho phát triển kinh tế tại các địa phương, tuy mỗi người có một cách nghĩ, cách làm khác nhau, song ở họ đều hướng đến mục tiêu chung là vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống, vươn lên trong phát triển kinh tế. Toàn tỉnh hiện có gần 1.140 gia trại, trên 100 trang trại và 85 hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho con em cựu chiến binh và người dân địa phương. Tiếp tục phát huy, nhân rộng nhiều gương cán bộ, hội viên, cựu chiến binh tiêu biểu, gương mẫu trên các lĩnh vực, nhiều mô hình cách làm hay của các cấp hội, hội viên cựu chiến binh để lan tỏa thiết thực hiệu quả, để có nhiều hơn nữa cán bộ, hội viên cựu chiến binh tiêu biểu gương mẫu làm kinh tế giỏi, đơn vị xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến sức trẻ để bảo vệ quê hương đất nước, nhiều cựu chiến binh vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là những đồng đội tiêu biểu, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo.